Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một cái động cơ máy cày Isaki tên là 2,5 ha. Con này thì xuất sắc rồi, không chê vào đâu được. Con này nó cái cản trước nó xấu nè, nhưng mà cái máy nó đẹp dữ lắm. Anh em giờ bảy màu luôn, coi dầu nè, bét dầu nè. Em dòm cái đồng tiền nước là anh em biết nó ít xài. Cái này nó còn keo đây nữa nè. Con này thì nó xài hai bơm ha, một bơm trợ lực và một bơm ben. Một bơm trợ lực thì em tháo em bán rồi, rồi em gá cái miếng sắt vô nè, đó cho nó đẹp. Máy móc chớn rồi, chạy thằng miếng lên nè. Em giờ cái Isaki mà nó còn cỡ này nữa là biết rồi, nó mép rồi nè, mới lém miếng nè, thấy không? Đáng tin đề đốm còn bảy màu, đề Nico rồi. Qua thị Isuzu nè, đánh quà vô que ít nước còn lên bộ đầy đủ hết luôn. Anh em nào có gác máy cày thì từ 2,5 đổ về ha, 2,5 về tới 1,700 đó là nó chung xác. Còn tên L thì nó xài thức đây. Còn ví dụ như anh em TA thì thay gạch te ha, thay gạch te qua lại y gan. Tên nào là không sai gì hết, đút vô thôi. Còn mà muốn xài bơm văn thể hay gì đó thì chắc ở đây chỗ này nó xét, nhưng mà em vẫn để riêng nha. Cái này mà nó mình sơn vô cái là nó mất giá trị cái máy liền à. Rồi nấu ơi, từ từ rồi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.